Sơn và Xuân Hiếu đang vật nhau. Đấy, Hồng Nhung làm trọng tài. Một không, ván nữa nhá. Nhí cổ vũ cho ai? Nhí cổ vũ cho ai đấy? Hồng Nhung cổ Xuân Hiếu cố lên, Xuân Hiếu cố lên. Bố chọn đội anh, đội áo trắng. Hồng Nhung chọn đội áo nào? Áo đen. Áo đen. Không, không sao, chỗ đấy nhà chật không sao.